Phần 2. Cuộc đời trôi nổi thằng làm thuê và gái đẹp. Trong giấc ngủ sâu Minh nghe có người kêu tên nó, không phải một người mà là vài giọng nữ khác nhau. Tất cả đều thật nhẹ nhàng êm ái du dương như chim sơn ca líu lo ríu rít. Minh còn nghe được một giọng nói đàn ông trầm thấp uy nghiêm. Ông ta xin lỗi nó, hứa sẽ chăm sóc nó tốt hơn. Tất cả những giọng nói này đều lạ lẫm nhưng lại mang cho Minh một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ một tia nắng sáng xuyên qua khung cửa sổ và bước rèm cửa khép hờ phất phơ làm vệt nắng đổ lên giường chớp tắt chớp tắt liên tục trên chiếc giường ngủ êm ái màu hồng phấn một người thanh niên nhắm chặt hai mắt đúng một tư thế ngủ sâu chưa tỉnh lại suốt mấy ngày đêm ừ minh chớp động thật nhẹ hai mí mắt nó có cảm giác hai mí mắt mình đã đóng lại trong thời gian rất lâu có cảm giác như muốn liền lại không mở lên nổi cánh tay mông lung đưa lên không rồi dụi dụi hai mắt minh thấy người mình thật thoải mái như được nạp đầy năng lượng mỗi người được mùi thơm thoang thoảng dễ chịu dưới lưng lại êm ái không thể tả nhưng mình đang ở đâu ạ à, đây là phòng mình mà không đúng mình làm gì có phòng ngủ riêng không phải mình đã ngủ dưới chân cầu thang nhà bà chủ sao nhưng có gì đó rất không đúng đang xảy ra trong đầu minh nó chợt phát hiện trong đầu mình không biết tự bao giờ tồn tại rất nhiều thứ trước đây không có như hình ảnh căn phòng này lại rất quen thuộc quen thuộc đến mức Minh có thể chắc chắn mình chỉ cần đưa tay lên đầu giường kẹp giữa khe nệm là một chiếc đèn pin nhỏ. Bên cạnh chiếc đèn pin là một con dao gấp vỏ ốp gỗ dùng để phòng thân. Không, không hẳn để phòng thân mà để trừ tà dọa ma. Mình sợ ma sao? Minh nhắm chặt hai mắt suy nghĩ. Nó chắc chắn mình không sợ ma, vì đối với một thằng bé lang thang ngoài đường từ 5 7 tuổi thì cái đáng sợ nhất là đói. Ma quái là cái gì nó không biết và chưa từng nghĩ đến nhưng minh vẫn có một ký ức như từng thuộc về một người khác chính tay nó đã đặt con dao đó trên đầu giường và cảm thấy yên tâm hơn khi ngủ trong đầu minh hiện lên những khuôn mặt lạ lẫm lại cho nó cảm giác quen thuộc những lớp học với đầy bạn học những công thức toán học như vẽ chim cò lại có thể hiểu được những thứ tiếng ngoại ngữ kỳ lạ là như có sẵn trong đầu chỉ cần mở miệng nói ra còn có nơi này dù chưa bước ra khỏi phòng minh vẫn rõ ràng tất cả lối đi lót gỗ mát rượi phòng khách lót thảm nhung pháp bộ sofa da thuộc nhập ý trắng tinh êm ái ngoài khung cửa kính cường lực là cái hồ bơi dài 20 mươi mét nước xanh trong vắt mỗi buổi sáng một chiếc bentley chở nó đi học rồi rước về về đến nơi căn nhà đã được dọn dẹp tươm tất người phục vụ nấu sẵn thức ăn dọn ra những mâm thức ăn thịnh soạn mà nó không bao giờ ăn hết căn biệt thự vắng tanh này thuộc về nó chỉ mình nó không nói đúng hơn là thuộc về ai đó đã cho minh ký ức này chuyện gì đã xảy ra mình đang ở đâu những thứ trong đầu mình là thuộc về ai đủ thứ câu hỏi dồn dập làm minh rối rắm không thể hiểu nổi nó ngồi dậy nệm giường êm ái đến mức làm cơ thể nó trao đảo không quen hai tay minh đặt lên trán xoa xoa bóp bóp như muốn tác động đến bộ não bế tắc của mình a à, minh tỉnh rồi hả cánh cửa phòng bật mở một giọng con gái thánh thót vui vẻ vang lên Minh chưa kịp định thần thì mùi thơm tươi mát kèm theo một cơ thể mềm mại không thể tả chui ngay vào lòng mình. Trước ngực Minh như chìm vào cảm giác êm nhu khó tả. Minh chưa kịp hoàn hồn thì một cái hôn chụt lên má làm nó chết điếng tê dại. Bạn làm mình lo chết đi được. Trước mặt Minh như bừng sáng, ánh sáng cả căn phòng như hội tụ vào thân hình cô gái trước mặt. Đẹp quá. Không, dường như cái định nghĩa đẹp trong đầu Minh vẫn còn quá đơn sơ nghèo nàn để có thể mô tả cô gái này trước đây trong mắt nó phái nữ đẹp nhất không ai khác là chị ngọc nga nhưng giây phút này chị ngọc nga so với cô gái này là mờ nhạt lu mờ không đáng kể một đôi mắt to tròn trong vắt được tô điểm bởi hai hàng mi cong vút chấp chấp mê ly cánh mũi thon nhỏ lại thẳng thớm như một nét chấm phát xuất thần của tạo hóa còn đôi môi kia không chút son phấn lại cứ ửng đỏ hơi mở lộ ra những chiếc răng nhỏ thẳng tắp trắng như ngọc tuyệt đẹp minh có chút ngẩn ngơ nhìn hai bàn tay ngà ngọc mát rượi của cô gái áp lên hai má mình rồi day day như nựng em bé sao nhìn tôi lom lom vậy cô gái nhíu mày hơi lo lắng hỏi à không có gì mình khỏe rồi cảm ơn nhật vi nhiều minh buột miệng nói mà trong lòng cũng sững sờ dậy sóng nhật vi mình vừa nói ra tên cô gái trước mặt một cách thật tự nhiên như đã quen biết từ lâu như phản xạ tự nhiên hoàn toàn không phải là một cái tên cần lục lọi trong ký ức trong những hình ảnh ký ức nối tiếp kia minh thấy bản thân đã rất thân với nhật vi không chỉ nhật vi mà còn vài bạn gái nữa học chung lớp khoác tay đi giữa sân trường bơi lội đùa giỡn còn còn ngủ chung lớp lớp hình ảnh vụt qua trong đầu trong đó có những sự việc mà minh thấy tim mình đập dồn dập mặt cũng muốn nóng lên hi hi đi tắm đi mình ra kêu gì kiều làm đồ ăn cho bạn nhật vi đứng lên tung tăng vui vẻ đi ra khỏi phòng Minh nhìn theo còn nhận ra nàng đang mặc chiếc áo sơ mi trắng của mình dùng thay đồ ngủ. Bên dưới lộ ra cặp đùi trắng nõn thon dài tuyệt đẹp làm hai lỗ mũi nó ê ẩm rồi một dòng chất lỏng nóng hổi trào ra. Không ổn. Minh bịt mũi vội lao vào phòng vệ sinh trong phòng. Mở vòi nước rửa mặt. Nhìn hai bàn tay, thầm thở phào vì mình chưa đến nỗi chảy máu cam vì cô bạn thân hớ hình. Tất cả đều tự nhiên quen thuộc như ở nhà chính mình cho đến khi ánh mắt Minh nhìn thẳng vào tấm gương trước mặt. Phản chiếu trong gương là một thằng Minh hoàn toàn khác. Gương mặt trắng trẻo, trắng đến bất thường, từng đường nét rất đẹp trai, đẹp đến bất thường. Hai cái bất thường này hợp lại làm gương mặt này có vẻ như rất nữ tính. Đến giờ phút này Minh đã khá rõ ràng việc đã xảy ra. Khi gặp tai nạn xe, bằng cách nào đó linh hồn nó đã nhập vào thân xác một người thanh niên khác. Người này chạc ngang ngang tuổi nó, tình cờ là cũng tên Minh, Lê Hoàng Minh, 17 tuổi 6 tháng 21 ngày ngoài hai cái tình cờ này ra mọi thứ khác của vật chủ so sánh với bản thân nó đều ở một thái cực hoàn toàn khác bản thân minh còn không nhớ được tên họ chính xác của mình là gì ngày sinh đối với nó càng vô chừng không xác định 17 tuổi minh không có một tờ giấy chứng minh thân phận ông bà sang chủ nhà đã rất khôn ngoan không khai báo gì để không phải tốn tiền cho minh đi học minh tồn tại 17 năm qua như một bóng ma trong xã hội này những khác biệt giữa hai bên như vô cùng vô tận khác biệt về hoàn cảnh gia đình khác biệt về kiến thức học tập khác biệt về môi trường sống bạn bè còn rất nhiều rất nhiều thứ khác biệt mà minh chưa thể khám phá hết trong đầu minh lúc này chỉ có một linh hồn của chính nó lại tồn tại hai khối ký ức sống khác nhau một bên nhỏ bé nghèo nàn như hạt gạo một bên lại to lớn đủ sắc màu rực rỡ dù vậy minh vẫn thấy rất khó hiểu Minh từng thử nghiệm thành công nhập hồn vào một con chó, nhưng lúc đó rõ ràng nó chỉ điều khiển được thân xác con chó lại không có bất cứ ký ức vật chủ nào khác. Sau khi nó thoát ra, con chó liền trở lại bình thường. Nói vậy linh hồn của người thanh niên tên Minh này đã đi đâu? Còn thân xác cũ của mình đang ở đâu? Nhìn lại tấm gương, Minh thử nhét mép lên cười. Nó chợt dùng mình. Mẹ nó chứ? Có cần phải cười một cách thục nữ như vậy không? Như nghĩ đến chuyện gì? Minh quay phát lại nhìn quay phòng đi vội đến mở tủ áo, rồi ngồi thư người xuống giường thở dài ngao ngán. Ta nhập xác phải một thằng nửa nạc nửa mỡ rồi. Cả căn phòng dùng giấy dán tường màu hồng phấn chấm bi trắng. Giáp trải giường cũng đồng màu hồng dịu mắt. Cả tủ áo đều là màu sắc hồng đỏ, vải rũ mềm mại. Còn có áo ngủ, quần nhỏ tí in hình kitty. Lục tìm lại ký ức, Minh còn tìm thấy vài cảnh tượng. Có thể gọi là hoang đường đến tột độ. Một thằng con trai bốn đứa con gái ăn mặc áo ngủ mỏng manh ôm cứng nhau ngủ trên chiếc giường này. Không chỉ ngủ, còn đùa nghịch, đánh bài rồi lại ngủ, hoàn toàn trong sáng không chút vẩn đục. Minh thầm nghiến răng ghen tị muốn tự vả vào, vào mặt mình. Không ổn. Minh chợt đứng bật dậy, nó nhìn xuống, hơi nhíu mày rồi cũng thở phào nhẹ nhõm. Thằng này cũng không quá tệ, so với chủ cũ của Minh thì hơn một ít. Điểm Minh không thể chấp nhận nổi là làn da của vật đó trắng nhờn trơn bóng ẻo lạ, không đen nhèm lù xù mạnh mẽ như của mình. Trong đầu nghĩ đến câu chuyện kinh tởm của mấy thằng nửa nọ nửa kia với nhau mà Minh từng nghe mấy thằng bạn trong xóm kể. Nó chợt cảm thấy muốn phun luôn ra, muốn mình thoát ra khỏi túi da bẩn thỉu này. Nghĩ là làm. Cả cơ thể vật chủ như mất khống chế trao đảo ngã thẳng xuống sàn nhà. Dầm minh vừa thấy phía trước mình nhòe đi nhưng linh hồn mình như chạm phải một lớp màn ngăn cách nó dãy dụa muốn thoát ra nhưng không được lớp màn đó mềm mại lại rất bền chắc lao thẳng đến càng mạnh linh hồn của nó càng dội ngược càng mạnh hơn thằng minh điên cuồng cào cấu lớp màn kia nhưng nó chỉ lõm vào không cách gì sẽ rách được cái lớp màn đáng ghét này như chuyên đối phó với linh hồn như được tạo ra để nhốt linh hồn bên trong cơ thể cái này cơ thể cũ của minh không hề có hoặc đã từng có mà nó không nhận ra bản thân minh không hề có suy nghĩ rằng mình đang gặp may mắn khái niệm giàu có và hạnh phúc đối với minh rất mơ hồ phải chăng chỉ là một bữa ăn ngon một ngày được ngủ đến no mắt hay một buổi chiều được đá banh đến dã rời từ lúc phát hiện mình tình cờ chiếm đoạt thân xác của một công tử nhà giàu ý nghĩ duy nhất trong đầu minh la tô mò và chỉ thế minh trời ơi minh ơi nhật vi nghe âm thanh lớn trong phòng vừa vào thấy minh ngã sóng xoài trên sàn nhà cô bé liền nhào vào khóc thét lên nhưng nước mắt mới rưng rưng chưa kịp nhỏ xuống nhật vi mừng rỡ thấy minh xoa xoa đầu lồng cồm ngồi dậy bạn sao vậy tại sao ngã không được để mình gọi bác khánh kêu bác sĩ đến xem nhật vi lo lắng nói liên tục không sao trượt chân không sao trượt chân minh nói ngắt quãng từng chữ vì cổ họng nó lúc này đang khô cháy cả cơ thể nó như có lửa thiêu đốt khi ánh mắt nhìn qua Nhật Vi bên cạnh. Cô bé ngồi trồm hổm, mép áo ngủ vén cao đến eo. đã bảo là phải cẩn thận mà. Nhật Vi kéo tay cho Minh đứng lên. Cô bé rất tự nhiên bỏ qua không nhìn đến nơi trung tâm của Minh. cứ như thể chuyện lều bạt của con trai bình thường sẽ không bao giờ và không thể nào xảy ra với Minh vậy. trong khi Nhật Vi đi tới đi lui trong phòng lấy đồ như vô cùng quen thuộc với nơi này. Thằng Minh thì đang mừng khắp khởi. thứ kia hoạt động thứ kia đang hoạt động tức là minh hoàn toàn có thể sống như chính mình trong cơ thể này hoàn toàn không phụ thuộc vào quá khứ hay sở thích của vật chủ đi tắm thôi minh còn ngơ ngơ chưa hiểu gì thì nhật vi đã dắt tay nó lôi vào phòng tắm khép cửa phòng tắm lại cô bé tự nhiên như không có gì bắt đầu tháo nút áo bộ pyjama của minh này bạn làm gì vậy mình tự tắm được minh thấy vô cùng xấu hổ không phải vì nó không thích con gái mà là chuyện này đã xảy ra một lần rồi kết quả tồi tệ đến mức chủ nhân cũ của thân thể này không muốn nhớ đến không ngại mà mình là con gái còn không xấu hổ và lại đâu phải chưa tắm chung bao giờ nhật vi bỏ áo cho minh rồi nghĩ đến cái gì che miệng cười không được nhắc đến lần đó minh như phản xạ tự nhiên gắt lên không nhắc thì không nhắc trong số bốn đứa bạn thân toàn con gái thì nhật vi là thân với minh nhất ba đứa còn lại hoàng mi bội linh nana vốn là bạn của nhật vi trước thời gian đầu ba người kia còn ngăn cách với minh vì cho rằng minh dù nữ tính tràn đầy vẫn là thân con trai thế là ba đứa nghịch ngợm kia thực hiện một âm mưu thử lửa một hôm nhật vi đang tắm ba đứa kia lừa gạt bịt mắt minh đẩy vào phòng tắm chuyện bóc phốt minh đã diễn ra không thành công sau vài phút nhật vi tắm xong còn lau khô cả người minh cùng đi ra ngoài dù cả hai có chút xấu hổ vì nam nữ khác nhau nhưng ngoài ra không có chuyện gì xảy ra hết sau ngày đó minh mới chính thức được thừa nhận vào vòng tròn bốn nữ có chút bần thần nhớ lại câu chuyện được giấu kín trong góc ký ức của vật chủ cũ minh chấp mắt nhìn lại nhật vi liền chết điếng cả người cô bé đã xong chiếc áo sơ mi ngủ treo lên cả cơ thể thiếu nữ trắng nõn tràn đầy nhựa sống phơi bày trước mặt minh trái tim yếu ớt của minh có chút không theo kịp nhịp đập bạn bỏ quần ra đi còn xấu hổ là mình bỏ ra cho bạn nha nhật vi thật sự dám mặt nàng cũng không chút ửng đỏ năm người bọn họ đã quá thân thậm chí bao nhiêu lần cả bốn đứa thử đồ nhỏ mới mua trước mặt minh nhưng những lần như thế minh đều cố tình quay mặt đi không nhìn người không hiểu sẽ nói minh không biết thưởng thức cái đẹp còn nhật vi và các bạn đều biết minh không muốn nhìn vì ghen tị minh rất muốn mình có một cơ thể con gái như các bạn kẻ không biết thì nói minh là pd người hiểu minh như các bạn thì biết minh là một sự nhầm lẫn của tạo hóa minh có một linh hồn phụ nữ bị nhốt trong cơ thể đàn ông nhật vi vừa bỏ xong chiếc quần nhỏ treo lên cô bé bước đến đưa tay lên thì minh đã lùi lại tay giữ chặt mép quần ánh mắt có chút khó rời khỏi người nàng mình tự để mình tự bạn tắm trước đi nhật vi nhoẻnh miệng cười bước vào buồng tắm loay hoay mở vòi nước minh còn thẫn thờ nhìn ngắm cơ thể con gái tuyệt đẹp trong lớp kính trong veo kia nếu đây là một giấc mơ minh nguyện mình mãi mãi trầm luôn không bao giờ tỉnh lại mũi minh có chút nhức nhối muốn xuất huyết đáy quần căng tức không chịu nổi nó lén kéo lưng quần ra nhìn xuống liền mừng rỡ ra mặt cái hình thù ẻo là này khi biểu tình cũng hùng dũng chẳng kém ai nhìn nó hướng lên như một cây nấm mạnh mẽ bùng nổ sau cơn mưa cùng lắm thì chết dù sao cũng chết một lần rồi cùng lắm thì chết dù sao cũng chết một lần rồi Minh Phăng chiếc quần cũng chẳng buồn treo lên, nghênh ngang đi vào buồng tắm. Vừa bước vào vòi sen, cơ thể tuyệt đẹp của Nhật Vi đã áp sát vào Minh. Một cảm giác tê dại khi đụng vào vùng bụng mềm mại trơn sữa tắm của Nhật Vi. À, Nhật Vi giật mình nhìn xuống liền che miệng chết sững. Nhật Vi tay che hai gò má đỏ lựng, ánh mắt vừa ngượng vừa không tin nhìn chằm chằm vào Minh. Phải biết rằng khi nãy dù thoát y trước mặt Minh, cô bé cũng không chút đỏ mặt mãi một phút định thần nhật vi mới hoàn hồn hai tay che ngang vòng một mình lắp bắp hỏi bạn bạn đổi khác sao không có mình vẫn là minh thôi minh nén hồi hộp nhún vai ra vẻ bình thường chỉ là cái thứ vô dụng này có chút khó bảo không hiểu nổi như nghe được từ khóa cái thứ vô dụng quen thuộc của minh nhật vi phì cười cô bé cũng bớt căng thẳng bỏ hai cánh tay phòng vệ xuống minh từng nói với mấy bạn một ngày nào đó minh đủ lớn đủ trưởng thành để quyết định cuộc đời mình minh sẽ qua hàn quốc bỏ cái thứ vô dụng này đi để được sống như mình mong muốn bản thân minh lúc này vô cùng căng thẳng nó biết mình không thể biểu hiện thay đổi ngay lập tức được làm như vậy dù không ai nghi ngờ nhưng bốn đứa bạn như hoa như ngọc này chắc chắn sẽ xa lánh mình dù cơ thể đang phản ứng đòi hỏi sinh lý bình thường của đàn ông nhưng phần ký ức kia lại mách bảo với minh là tình bạn của bốn đứa bạn gái này quý giá đến nhường nào và lại minh ngày xưa và minh ngày nay đều không có kinh nghiệm nam nữ nên bắt đầu từ đâu đã vậy thì cứ để mặc nó tự nhiên tới đâu thì tới dù sao được tắm với một đứa con gái tuyệt đẹp như nhật vi cũng đủ minh như đang mơ thân xác mới này của minh cao lớn cỡ ngang bằng thân xác của của nó khoảng 1 mét 76 còn nhật vi được mệnh danh là hoa khôi của trường càng không thể là nấm lùn được cô bé cao trên 1 mét 65 thân thể lại phát triển cực chuẩn chỗ nên lồi là căng tròn chỗ nên lõm là nhỏ gọn lúc này trong buồng tắm đứng qua lớp kính trong suốt hai đứa đứng đối diện nhau có chút ngượng ngùng cái thứ vô dụng của minh vẫn uy nghi và hùng dũng đến lạ thường ánh mắt nhật vi dường như muốn né tránh nhưng gương mặt xinh đẹp lại mỗi lúc càng đỏ ửng lên để để mình tắm cho bạn nhật vi cố làm ra vẻ bình thường xoa sữa tắm còn xoa dọc hai cánh tay hơi thở của minh có chút gấp gáp nhìn cơ thể mơn mởn của Nhật Vi không ngừng rung động nảy lên theo cử động của cô bé. Nó chỉ muốn đưa tay lên chạm vào. Hình như trước đây thằng Minh kia cũng chưa bao giờ làm như vậy. Ý nghĩ này cứ lẩn vẩn trong đầu Minh thiêu đốt ý chí của nó. Nó tự bảo mình phải kiềm chế nhưng trong nó cứ có gì đó thôi thúc hành động. Nếu không được chạm vào cơ thể tuyệt đẹp mơn mởn trước mặt thì giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. Minh nuốt nước bọt, bàn tay có chút rung rẩy đưa lên chậm chậm cho đến khi những ngón tay của nó chạm vào làn da bóng mượt như bôi mỡ kia cả người nó liền cứng đờ ra nhật vi có chút giật mình hai gò má càng ửng đỏ nhưng lại không gạt tay minh ra nàng lấy bình sữa tắm rót lên trên hai khối thịt mềm mại như cho phép minh tắm cho nàng minh xoa xoa hai bàn tay nhẹ nhàng khắp người nhật vi cảm giác êm du như hai khối bông thật khoan khoái không thể tả nổi những ngón tay nó khá dài tương thích với chiều cao cơ thể lại chỉ có thể vừa vặn bao quanh vòng một của nhật vi những ngón tay lúng túng đầy sữa tắm trơn nhẵn cổ họng minh khô khốc nó vô cùng vô cùng mong muốn dù không có chút kinh nghiệm nhưng bản năng của nó trỗi dậy thật tự nhiên mách bảo nó dĩ nhiên không bao gồm thằng minh này vài ngày trước ngọn lửa trong người minh đã cháy rừng rực thiêu đốt nhưng không được minh tự bảo mình không thể nóng vội làm như vậy liệu nhật vi có thấy rõ bộ mặt khác lạ của mình không dù sao trong ký ức của minh có lẽ nhật vi cũng đang xem mình là một đứa con gái hoặc có thể khác một chút thích không nhật vi hỏi hơi thở có chút rồn rập ừ nhật vi che mặt đỏ ửng cười khúc khích ánh mắt theo dõi hai bàn tay minh không ngừng nói cái này minh không được cười nha ừ không cười hi hi nhật vi nói mình không cười bản thân nàng lại cười gương mặt xinh đẹp còn đỏ ửng hơn nhiều khi mình tưởng tượng không biết cảm giác con trai chạm vào mình sẽ thế nào. Nhật Vi vừa nói vừa ngắt quãng vì tay Minh không ngừng xe xẽ. Như muốn Minh không thấy gương mặt đỏ ửng xấu hổ của mình, Nhật Vi quay người lại sát vào Minh. Nàng lại kéo hai tay Minh vòng lên để mặc, giọng nàng ì ôi nói nhỏ, nghĩ là nghĩ vậy thôi. Mình lại thấy rất kinh đám con trai. Tối ngày đá banh, đánh nhau. Mồ hôi còn ướt cả áo. Hôi kinh khủng nếu trường mình có một anh chàng tương tất sạch sẽ thơm tho như bạn thì mình đã sớm yêu lâu rồi. Hi hi, ôi, cái đó, cái đó, nó cứ phiền mình quá. Mình không còn nghe được gì Nhật Vi nói, nó ghi sát nàng. Một cảm giác khó tả bằng lời. Mình ơi, bạn, bạn làm gì đó? Mình, mình không biết, nhưng cho mình chút thôi. Hơi thở Minh ngắt quãng mặt đỏ bừng, trượt xuống eo nhỏ nhắn của nàng bàn tay minh giữ chặt không một chút kinh nghiệm nhưng một cảm giác lâng lâng tuyệt vời đã tràn ngập cả đầu óc minh ôi vi ơi một cảm xúc chạy khắp toàn thân làm minh chết cứng sau vài giây từ tầng mây hạ xuống minh ngã oạch ra sàn nhà kéo theo cả nhật vi minh lim dim trong cảm xúc nhưng đầu óc lại tỉnh táo dâng lên một cơn sợ hãi là một người kế thừa ký ức của người khác minh vẫn cảm nhiễm sự sợ hãi lo lắng của người trước nhật vi sẽ giận mình rồi cả ba đứa hoàng mi bội linh nana cũng không nhìn mặt mình nữa không được như vậy thì mình còn ai quay lại những tháng ngày buồn chán trong căn nhà này sao minh bạn đổi khác rồi gối đầu trên minh nhật vi thì thào nói mình 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 xin lỗi minh bối rối muốn điên lên mình có thể khác một chút nhưng tình bạn của bọn mình không hề khác tí nào nhật vi chợt ngẩng đầu lên nhìn minh gương mặt xinh đẹp của nàng vẫn còn chút ửng đỏ khác thường nhật vi mím môi nói đã là bạn thì không thể làm chuyện bạn vừa làm với mình không phải đâu vi ơi mình thật sự là giọng nói của minh tắc nghẽn vì một đôi môi mềm mại đã dán chặt lên môi nó nhật vi nhắm chặt hai mắt minh sau vài giây bỡ ngỡ đã nhiệt tình đáp trả lại một mùi hương nhàn nhạt, nhạt lại làm tâm hồn minh ngất ngây quá tuyệt vời đây là nụ hôn đầu tiên của minh bao gồm cả thằng minh trước đây thì ra hôn con gái có thể tuyệt diệu như vậy. Đôi môi của Nhật Vi thật mềm, lại ươn ướt. Chiếc lưỡi nhỏ của nàng lại mang theo mùi hương gì đó không thể tả nổi. Minh tham lam đắm chìm vào nụ hôn này. Hai tay Minh vòng qua eo Nhật Vi kéo ghi chặt. Ưm, ừ, Minh hư quá. Nhật Vi mặt đỏ lựng kéo tay Minh ra. Hai bờ môi nàng vẫn khao khát áp sát. Sau một lúc thì cũng rời nhau đến dã rời. Nhật Vi gối cầm trên cánh tay của Minh ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào minh rất kỳ lạ như muốn khám phá linh hồn bên dưới lớp vỏ bọc này sao nhìn mình như vậy minh có chút chột dạ hỏi bạn bạn như một người khác vậy minh gối tay ra sau đầu để ánh mắt nhìn thẳng vào nhật vi hít sâu một hơi bình tĩnh lại minh nói ờ minh cũng thấy mình rất khác từ lúc tỉnh lại mọi vật xung quanh và nhìn bạn đều khác mình thấy mình cứ như từ một cuộc đời khác chuyển về hiện tại và tất cả những thứ kia như trong một giấc mơ ngay cả chính minh cũng không nhận ra trong lúc vô thức mình đang sử dụng trí tuệ khả năng suy luận tư duy của một kẻ khác một kẻ được nuôi lớn ăn học trong môi trường giáo dục tốt nhất từng lời nói biện bạch cho sự thay đổi của mình đều được cái khả năng tư duy sẵn có kia cân nhắc qua nếu để chính bản thân minh trước khi gặp tai nạn trong hoàn cảnh này đối diện với một cô gái tuyệt sắc như nhật vi thì đừng nói là biện bạch câu chữ không ú ớ chùi nước miếng liên tục đã là may mắn sự thừa nhận về bản thân thay đổi và cách giải thích kiểu mông lung không gì xác thực của Minh lại được Nhật Vi chấp nhận. Thật ra ngay cả bản thân Nhật Vi cũng không nhận ra. Nàng từ rất lâu đã thầm mong muốn một Hoàng Minh mạnh mẽ đầu nam tính. Và hôm nay Minh đã khác giống như ý nguyện nàng. Ấy chết! Thôi mình tắm nhanh. Di kiều nấu cháo cho bạn chắc xong lâu rồi. Nhật Vi khẽ kêu lên liền ngồi dậy. Minh cũng đứng lên theo, ánh mắt không quên lướt qua nàng thật đẹp à. Bạn làm dơ mình hết rồi. Eo ôi, kinh thế. Ha ha, để mình rửa cho bạn. Minh cũng ngượng chín người. Trước đây nó từng vài lần ngủ mẹ và bị. Đặc biệt sau lần đứng trên mái tôn ngắm chị Ngọc Nga và bị xét trừng phạt, những đợt ngủ mê bị như vậy còn thường xuyên hơn. Cũng may Minh ngủ một mình lại phải dậy sớm nên lén tắm giặt cũng không ai biết. Minh biết cái thứ này của cánh đàn ông rất khó ngửi. Minh vốc dầu tắm vào tay Nhật Vi, bàn tay nàng thật mềm mại đến lạ kỳ cứ như không có xương vậy rửa sạch hai bàn tay cho nhật vi minh bất ngờ ngồi thụp xuống sàn nhà bạn làm gì vậy đứng lên mau nhật vi đỏ mặt ngoan không cần mạc ngoan nào đây là lần đầu tiên minh được biết cổ họng minh khô khốc chỉ muốn chui rúc cảm giác này theo bản năng như đã từng thôi thúc nó đừng không được nhật vi như tỉnh táo lại đẩy nó ra nàng mím môi kiên quyết kéo minh đứng lên dù hơi thở đã có chút gấp gáp ham muốn tại sao không được minh nuối tiếc như một đứa trẻ bị lấy mất kẹo hôm nay không được mà nhật vi mặt càng đỏ hơn lắc đầu giọng nói kiên quyết lại pha chút này nỉ à bạn đang có sao minh buột miệng nói dù khái niệm đang có là hoàn toàn mới đối với nó nhưng trong kho kiến thức minh mông của vật chủ lại rất rõ ràng vô duyên quá nhật vi mặt đỏ lựng đánh vào người minh một cái mình là là có vừa xong hôm qua chưa được lắm nếu có thì làm sao cho bạn đụng vào nhật vi càng nói giọng càng nhỏ lý nhí giây phút này ngay cả nhật vi cũng không nhận ra mình đang cư xử với minh hoàn toàn khác trước đây trước đây đừng nói là chuyện ngày của con gái ngay cả băng mình mua có mùi gì cũng đem ra khoe với minh vậy bữa khác cho mình hôn nha minh có chút nuối tiếc nuốt nước bọt xuống nói ừ nhật vi gật đầu nhẹ một cái mà hai gò má đã đỏ lựng như hai trái đào không cần một lời nói cụ thể nào biên giới của tình bạn giữa hoàng minh và nhật vi cứ như vậy xóa bỏ minh vòng tay ôm ngang vòng eo nhỏ của nhật vi kéo gì vào đặt lên môi nàng một nụ hôn chuyện hôm nay minh hứa đi không được nói cho ai nghe hết nhật vi ì ôi thì thào đôi môi vẫn khao khát kể cả ba đứa hoàng mi ừ không kể cho ai hết minh vừa hôn lấy đôi môi mềm mại của nhật vi lại tiếp tục và tiếp tục một cảm xúc khác lại tới cơ thể minh rồi dùng mình liên tục cả gian phòng tràn ngập hơi thở rồn rập của một nam một nữ lại có âm thanh sát vào nhau đến say mê